Chiều chính thức được bắt đầu. mặt trong buổi lễ công ty mừng trăm hạnh phúc của cô dâu Kiều Vân sẽ duyên cùng chia sẻ Duy Chiều trong buổi trưa ngày hôm nay. Điều đầu tiên cho phép xin ký xin được thay mặt an gia đình cũng như những lời chúc dâu và chú rể, con xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, lời chào trân trọng nhất. Sự bất kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý và như vậy giờ lành đã đến, chuông vàng đã điểm, xin được trân trọng kính mời toàn thể chị chúng ta sẽ cùng với ánh nhìn về phía cánh cổng hoa và cùng dành một tràng tay thật lớn, thật dài để chào đón diễn diện của đôi tân lang, một tình nhân đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Diễn viên của cô dâu Kiều Vân và chú rể Duy Chiều sẽ cùng tay tay trở lên trung tâm sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Cùng vỗ tay thật lớn để chào mừng quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, cô dâu và chú rể chúng ta đang tay trong tay cùng nhau dìu nhau đi lên trong nhạc vận hoa vô tận giữa cặp đôi đang nếm trải phần ngọt của tình yêu. Và quả thật là hoa đến thìn thì hoa phải nở, các đò chờ người thì đò phải song song, còn đến duyên em lấy chồng cho thỏa lòng mong ước. Các bằng ngày này cũng xin được trân trọng giới thiệu trở lên trung tâm sân khấu trong đơn phụ mẫu cùng nhiều phái đoàn hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng trở lên trung tâm sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đại diện phái đoàn bên gia đình nhà trai có sự hiện diện của ông Lương Vương Tiên và Lương Vương Kinh. Dạ, xin được trân trọng kính mời ông bà chúng ta cánh thiệp hồng về phía gia đình nhà gái, sự hiện diện của ông Lò Văn Kim và Lương Thanh. Cũng xin được trân trọng kính mời ông bà chúng ta cùng trở lên trung tâm sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Và đang hiện diện ngay trên sân khấu khán đài hoa hạnh phúc của chúng ta đây, đôi tân lang gia nhân cũng như thần sinh cùng máu hai bên gia đình. Và ngay giờ phút này đây là gia đình ta sẽ cùng cúi chào toàn thể với hôn để thay cho lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Một lời chào xin mời. Mình có thể nổ lên một tràng tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng được không quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn những tràng vỗ tay hết sức tuyệt vời của toàn thể chị đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Xin lỗi khỏi son chiếc tích lại của mẹ Phi Đồng chớ chở khỏi lại sườn sắp bón tà nay có hàng chứng ảnh chờ lúc cùng ta hằng lại vì đi lại cầu chẳng tốt lắm hơn từng cầu nếu nghĩ vùng cầu bùn bú bùn xuông bùn lúc nào bùn tà lớn có thấm xuống phục khẩn quà thứ ba vườn xài chắc lại sức vấn tàu cầu vườn thịt sức vườn sẽ ngó kìm cầu vườn sẽ ngó kìm nôn tốc bổng đều chắc tình bùn bùn chay tốc hài đều chắc tình bùn nhín bùn nòng chẳng tắt phải mắc bè tắt pe mắc tùng bùn cần công cần to chắc học cầu bái tó mà hà cầu bái bà có còn ở lưu là ở bánh hai đường chẳng liền sùng chừng nhớ nhớ lòng những của bà nhớ lòng xem khá cấy nhớ lòng tay cầu bánh con ba nhớ lòng hồn nhớ bà có bể chứ nè luôn cần nhín chẳng dừng để sao luôn chay chẳng sao tình bà sao không tẩy kế bàn sai trai không ngừa kế bàn nằm cầm bà bất trừ hỏng hỏng lúc trời hỏng tới lúc anh bất trừ chửa bất lai sài bất hỏi cơ bà mới dù là nâu chấm bò gần đằng kia vươn sườn gần đằng kia bản tảm kia hạt đường trơn bồn hôm lèn men hôm mới còn men hỏng men trời còn men nhang chẳng chẳng như ổn nhường chọc tà nghiêng trà nhường khẩu mốc nhằn bước côn cuốn tòng nhằn bước còng lá trời trai chẳng có tô số mày hải có trời anh nhưng có tô số em có trời hạnh trời bách quần nặng cơ bà mới mười nhì người đi biết chăn, người săn biết chết, người lên chết vì vườn mà cần. Ninh chăn săn lén giữa hà, trai chăn săn lần ta sú. Còn cái nhóm của kia, tình đôi sắp đổi thú kinh cơ ba mới. Mời đi, thú già tàn ai, đến mai hà lẩy trên ban khẩu hồng quân. Còn tháng này lọc cáo, lọc hơi, thích này ép con nghe khi nòng vằn tẩy nát được. Mắt tủ quanh, cho những người Tây Vân hao nhỉ cơ ba mới. Cơ mới lưu án cái sò tàn hả Tây Vân. Sò chốt ở tích này ép con nghe khi nòng cầu ngũ lọc ban khẩu hông. Còn thảo than xiềng sơ, xiềng sắc màu, sờ sắc nhóm con nghe thích cầu thích xím tích. Xin tính sao lên nữa. Sự bất kính thưa quý vị và các bạn thân, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với nhiều diễn tiến đầy cảm xúc với vô bản màu sắc khác nhau, song vẫn có một điểm chung là khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim cùng hòa chung một nhịp, thì đôi bạn trẻ nguyện gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, nguyện như chim liền cánh, như cây liền cành. Đôi bạn trẻ ta trong buổi trưa ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy, yêu nhau chẳng quản xa gần. Cầu thông Tây Bình những lần mà sang và yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua, yêu nhau chẳng quản đường xa xa. Đá bảng cũng quyết phong ba anh cũng nhiều. Yêu tình yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong đời của mỗi con người, là món quà quý giá mong sống đã ban tặng cho chúng ta. Để giờ phút này đây, đôi bạn trẻ ta nguyện chung sức, chung lòng, chung chăn, chung gối, chung công, chung bàn, chung muôn lời của tiếng than, chung muôn hạnh phúc với một đàn con sinh. Cảm ơn kính thưa thân thể quý vị quan khách thân đến. Sau một thời gian, chú rể Duy Chiều quen biết và tìm hiểu cô dâu Kiều Vân và được sự vun vén của hai bên gia đình cũng như được sự cho phép của đảng ủy chính quyền địa phương. Để giờ phút này đây, FC Mạnh Quý xin được trân trọng tuyên bố tơ hồng thắm đường TV với lễ hội tin mừng trăm năm hạnh phúc của cô dâu Kiều Vân sánh duyên cùng chú rể Duy Chiều chính thức được bắt đầu. Của anh, chiếc nhẫn trao tay là ngày ngày nỗi nhớ. Chiếc nhẫn tuy bé nhỏ nhưng tình nghĩa lớn lao. Và ngay giờ phút này đây, trước sự chứng kiến của đông đảo quý vị quan khách quý đang có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, lễ vui mừng ngày hôm nay, cũng xin được trân trọng kính mời chú rể Duy Chiều và cô dâu Kiều Vân. Chúng ta sẽ cùng bước đến phía trước một bước và quay mặt vào nhau để trao cho nhau cặp nhẫn tân hôn, đôi vòng nhẫn cưới. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. Vâng, xin kính mời chú rể sẽ trao cô dâu chiếc nhẫn tình yêu ạ. Vâng, kính thưa thân thể quý vị quan khách mến, chú rể đang trao cho cô dâu chiếc nhẫn tình yêu và muốn nói với cô dâu rằng: em à, kể từ đây ta mãi trọn đời bên nhau em nhé. Dù lá có đổi màu, dù lá có mòn theo nước chảy, yêu nhau rồi ta hãy giữ trọn lấy nhau. Chiếc nhẫn là biểu tượng của tình yêu, của hạnh phúc trong ngày lễ kết hôn. Khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giáp út, nơi mạch máu trái tim của cặp đôi nương chảy xiết, thì cặp đôi nương sẽ chung sống với nhau đến suốt cuộc đời, thân thương và gắn kết. Quý vị có thể nổi lên một tràng thật lớn để chúc hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ta trong buổi chiều hôm nay được không quý vị ơi? Vâng, rất là kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tay giơ tay tiến lên tháp đi để thực hiện nghi lễ rót rượu. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. vất vả nuôi con khôn lớn trưởng thành. Thật sự ngày hôm nay đây, người con gái Kiều Vân cũng đã thực sự trưởng thành và cũng đã tìm được cho mình một nửa hạnh phúc cuộc đời, đó chính là chú rể Duy Chiều trong buổi trưa ngày hôm nay. Cái này chết. Vâng, tiếp theo chương trình cũng xin được trân trọng giới thiệu trở lên trung tâm sân khấu. Em Trung, em gái của cô dâu Kiều Vân trong buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ có những món quà để gửi tặng tới người chị cũng như anh rể của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn, xin được trân trọng kính mời em. Trong buổi trưa ngày hôm nay, dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và khách thân mến, mặc dù cho thời tiết xe lạnh mùa thu cũng đã trở về với chiều Bắc thân thương của chúng ta, nhưng cùng với những tình cảm đồng ấm của toàn thể quý vị và khách quý, chúng ta đã cùng hội tụ trở về đây để cùng hòa chung niềm vui cũng như để chúc phúc trùng dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa, mạnh quý cũng xin phép được thay mặt hai bên gia đình cũng như đỡ lời trùng dâu và chú rể, vâng, xin được gửi tới toàn thể quý vị và khách quý lời kính chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng, luôn luôn ngập tràn niềm vui và thành đạt trong cuộc sống. Xin nó luôn lắng nghe sò chốc hơi tích lại ấy, còn em vì lòng còn muốn lọc bán khẩu hậu, sò chốc là phù diện bia bản tướng trời bàn, phù diện cán hương tướng trời vù, phù tánh bạch cả tướng màn phòng, phù rú lòng rú na mi bà tổ màu, phù hết mi bờ thủ trời bàn, phù hết mi làn quý hồ, chốc tích lại ấy, còn em vì lòng còn muốn lọc bán khẩu hậu, phở cào khăn, xiềng sờ, dết sang cái này toi láng bắn cho món cho mến ấp, còn em vì lòng tính cầu tính sáo này nữa. Vâng, cuối cùng thì xin được kính chúc tới chú rể Duy Chiều, cô dâu Kiều Vân trong buổi trưa ngày hôm nay 100 năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và ngay giờ phút này đây cũng xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Chúng ta sẽ cùng toàn thể phái đoàn hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng trở lại từng phước giao và tiệc để gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất.